bạn sẽ là những gì bạn đã ăn. Khỏe mạnh toàn diện là khỏe mạnh trên mọi phương diện, từ tinh thần, cơ thể đến ý chí. Những gì chúng ta đang ăn đều có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Người phương Tây có câu, "You are what you eat," bạn sẽ là những gì bạn đã ăn. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sinh lý mà còn ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý của con người. Những nhà nghiên cứu đang tìm ra lý do tại sao con người thường nổi giận. Họ nghiên cứu từ sự ăn uống của con người, phát hiện những người ăn thịt thường dễ nổi giận hơn, người ăn chay thì điềm tĩnh hơn. Một nhà dinh dưỡng sinh lý tại Anh đã từng tiến hành nghiên cứu chế độ ăn uống và hành vi của những tội phạm vị thành niên. Kết quả cho thấy, dùng nhiều rau quả thì tính cách của chúng trở nên điềm tĩnh, bởi vì canxi trong thức ăn sẽ kích thích vào hệ thần kinh một cách nhẹ nhàng. Còn trong thịt, có chứa chất phosphor sẽ làm mất canxi, cho nên tâm tính của người ăn thịt sẽ tương đối không ổn định. Mấy mươi năm nay, thầy đều ăn chay. Nếu so sánh về mặt tinh thần, thì đến tuổi này thầy vẫn thắng các con. Các con hãy nghĩ xem, các thầy thức dậy từ lúc 3 giờ mấy, buổi tối thường đến 11 giờ mới đi nghỉ. Bận rộn, sự bận rộn của thầy, các con không thể nào tưởng tượng được. Sự bận rộn này cần phải cho đi rất nhiều công sức của thầy. Thầy cũng vẫn chỉ ăn chay. Lợi ích của ăn chay chính là sức dẻo dai, có thể giúp tinh thần luôn tỉnh táo. Ăn chay đúng cách sẽ có thể chống lại bệnh tật. Sau khi xuất ngũ, tình nguyện viên Vương Minh Vĩnh vào làm việc tại một khu công nghiệp kỹ thuật cao tại Mỹ. Vì muốn giải tỏa áp lực, anh thường ăn những món ngon, sơn hào hải vị để giảm bớt căng thẳng. Sau vài năm ăn uống không điều độ và áp lực công việc, anh đã bị ung thư. 6 năm trước, sau khi quyết định thay đổi thói quen ăn uống, anh đã tìm lại được sức khỏe quý giá của mình. Tôi là một tín đồ của món ngon. Hay tôi đưa ra một ví dụ như thế này. Tôi làm việc tại Dallas. Có lần sau khi tan sở vào thứ Sáu, tôi ngồi máy bay đến New York để dùng buổi tối với những món ngon tại nhà hàng Four Seasons. Đương nhiên là cũng có uống rượu vì tôi rất thích uống rượu vang đỏ. Sau khi ăn xong, tôi đi nghe hòa nhạc tại hội trường Carnegie. Sau đó tôi ngồi máy bay chuyến tối quay về Dallas. Một buổi tối như thế tôi có thể xài hết $4,000. Một ví dụ khác, chúng ta có cơ hội thức tỉnh. Nếu chúng ta có thể không tìm cách trốn tránh nữa, mà sẽ đối diện và chấp nhận bệnh tật, sống hòa bình với nó, thậm chí khi chúng ta có thể cảm ơn nó, thì bệnh tật đã thuyên giảm 80%. Cũng là một người rất biết hưởng thụ các món ngon. Vậy mà lúc đó tôi đã chuyển sang ăn chay và đã ăn được hơn 5 năm rồi. Tôi cảm thấy càng ăn chay mình càng khỏe mạnh. Bệnh tật không đáng sợ. Bệnh tật giúp chúng ta có cơ hội thức tỉnh. Nếu chúng ta có thể không tìm cách trốn tránh nữa, mà sẽ đối diện và chấp nhận bệnh tật, sống hòa bình với nó, thậm chí khi chúng ta có thể cảm ơn nó, thì bệnh tật đã
đã thuyên giảm 80%. Tôi vốn là một người rất biết hưởng thụ các món ngon. Vậy mà lúc đó tôi đã chuyển sang ăn chay và đã ăn được hơn 5 năm rồi. Tôi cảm thấy càng ăn chay mình càng khỏe mạnh. Bệnh tật không đáng sợ. Bệnh tật giúp chúng ta có cơ hội thức tỉnh. Nếu chúng ta có thể không tìm cách trốn tránh nữa, mà sẽ đối diện và chấp nhận bệnh tật, sống hòa bình với nó, thậm chí khi chúng ta có thể cảm ơn nó, thì bệnh tật đã thuyên giảm 80%. Tôi vốn là một người rất biết hưởng thụ các món ngon. Vậy mà lúc đó tôi đã chuyển sang ăn chay và đã ăn được hơn 5 năm rồi. Tôi cảm thấy càng ăn chay mình càng khỏe mạnh. Bệnh tật không đáng sợ. Bệnh tật giúp chúng ta có cơ hội thức tỉnh. Nếu chúng ta có thể không tìm mà nhận bệnh tật, sống hòa bình với nó, thậm chí khi chúng ta có thể cảm ơn, thì bệnh tật đã thuyên giảm 80%. 就好把你80了。